mỗi anh em nặng khoảng hơn 70 cân anh chị ạ. Đấy, quý vị có thể quan sát không ạ? Rất chắc chắn. Đó. Chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị lên đến ít nhất là 20 năm quý vị ạ. Ít nhất là 20 năm ở cái bộ tủ này. Và cái nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu này thì nó có độ dày là vào khoảng 1.2 ly. Hiện tại là cái độ dày nó đang dày nhất so với các cái hệ tủ ở trên thị trường anh chị nhé. Và cái bản lề này thì chúng tôi sẽ sử dụng cái bản lề giảm chấn anh chị nhé. Khi mà chúng ta gạt tay này nó sẽ từ từ nó chạy vào. Đó. Nên là chúng ta sử dụng cái bộ tủ để chúng ta có những cái trải nghiệm về cái độ chất lượng của nó thì rất là cao. Không sợ cong vênh, không sợ co ngót và không sợ mối mọt. Khi mà giao đến tay cho quý vị thì quý vị cứ mời khoảng 3-4 anh em vào trong cái tủ này, quý vị có thể là nhún nhặt có đúng như diện quảng cáo hay không thì chúng ta mới thanh toán tiền anh chị nhé. Thì chia sẻ đến quý vị là bộ này thì chúng tôi đang bán với cái giá là 16 triệu một bộ. Còn bộ tủ này thì tổng chiều ngang là 2m14. Nó có cái đơn giá nó vào khoảng 20 triệu anh chị nhé, 20 triệu một bộ tủ này. Đơn giá của một bộ tủ này thì nó cũng rơi vào khoảng 8 triệu anh chị ạ. Ở bất cứ nơi đâu trên toàn quốc chúng tôi cũng có thể là ship đến tận nơi cho quý vị. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của công ty Nhôm Owin. Và hôm nay thì Diễn sẽ chia sẻ đến quý vị hai mẫu tủ quần áo. Về cơ bản là sẽ có hai kích thước khác nhau. Và chúng tôi đã đóng sẵn lên rồi quý vị nhé. Chúng tôi đã đóng lên hoàn thiện cái bộ tủ này rồi. Và ở video này thì Diễn muốn chia sẻ đến quý vị là một bộ tủ quần áo mang lại thứ nhất là về độ thẩm mỹ cao, và cái thứ hai nữa là về độ ổn định cũng như là độ bền của nó thì chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị lên đến ít nhất là 20 năm quý vị ạ. Ít nhất là 20 năm ở cái bộ tủ này. Và hai bộ tủ này nó có những cái điểm gì khác biệt và cái công năng của nó bố trí như thế nào thì ở video này Diễn sẽ review chi tiết cho quý vị cùng tham khảo hai cái mẫu tủ quần áo mà chúng tôi đã đóng lên hoàn thiện quý vị nhé. Trước mắt quý vị ở bên tay trái màn hình của quý vị, đây là một bộ tủ quần áo sử dụng toàn bộ 100% là lá nhôm hộp. Toàn bộ 100% là lá nhôm quý vị nhé. Và bộ tủ này thì có kích thước tổng chiều ngang phủ bì của cái phần cột đứng của cái tủ này là 2m14. Và tổng cái chiều cao từ dưới mặt sàn lên đến cái lóc của cái phào là 2m2. Và bộ tủ này thì Diễn chia sẻ đến quý vị là gì ạ? Là thứ nhất là về cái màu sắc của nó thì chúng tôi đang thiết kế đóng và cái tông màu là vân gỗ lim, vân gỗ sáng anh chị nhé. Và thứ hai nữa là gì ạ? Là về cái tổng thể của cái bộ tủ này thì anh chị có thể là chúng tôi thiết kế là có tổng là có 4 cánh. Đó. Tổng cái chiều ngang này chúng tôi sẽ chia làm 4 cánh anh chị nhé. Đó, và về thiết kế thì quý vị có thể quan sát là về cái công năng sử dụng của nó thì ở phần bên tay phải màn hình của quý vị là chúng tôi sẽ thiết kế một cánh cửa mở. Và trong cái phần bên trong của cái hộc này thì chúng tôi sẽ thiết kế là có 2 tầng đợt anh chị nhé. 2 tầng đợt này thì anh chị có thể là để những cái bộ quần áo gấp hoặc là những cái đồ cá nhân chúng ta có thể để bên trong này được. Đó là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Bởi vì chúng tôi thiết kế bộ tủ này thì nó sẽ đáp ứng được nhiều công năng cho quý vị khi chúng ta sử dụng. Và anh chị có thể quan sát là cái tầng đợt này thì chúng tôi để sử dụng toàn bộ là lá nhôm hộp anh chị nhé. Nên là cái tầng đợt về cái độ chịu tải nó rất là chắc chắn anh chị ạ. Và cái nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu này thì nó có độ dày là vào khoảng 1.2 ly. Hiện tại là cái độ dày nó đang dày nhất so với các cái hệ tủ ở trên thị trường anh chị nhé. Đó. Và trên cái cánh này thì chúng tôi thiết kế là có tổng có 4 cái bản lề. Đó. Thông thường thì các đơn vị ở bên ngoài họ đóng sẽ chỉ là sử dụng 3 bản lề thôi. Đó, và những cái dòng tủ gỗ công nghiệp hoặc là những cái dòng tủ gỗ khác thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là sẽ chỉ có 3 bản lề thôi. Và cái bản lề này thì chúng tôi sẽ sử dụng cái bản lề giảm chấn anh chị nhé. Khi mà chúng ta gạt tay này nó sẽ từ từ nó chạy vào. Đó. Đó, nên là chúng ta sử dụng cái bộ tủ thì chúng ta có những cái trải nghiệm về cái độ chất lượng của nó thì rất là cao. Và ở ngoài thị trường thì anh chị có thể tham khảo tìm hiểu những cái mẫu tủ vật liệu khác thì những cái bản lề này họ sẽ không sử dụng là những cái bản lề mà có giảm chấn mà chúng ta sẽ đóng và nó sẽ gập vào luôn. Đó. Bộ tủ này thì chúng tôi đóng sẵn, trưng bày sẵn và anh chị chỉ cần là gì ạ? Chúng ta sẽ chỉ cần liên hệ đến công ty và chúng tôi sẽ có bộ phận hỗ trợ cho anh chị là vận chuyển đến tận nơi và lắp ráp tận nơi cho anh chị. Đối với những anh chị nào mà chúng ta có trường hợp là chúng ta sẽ lắp ở những cái vị trí tầng 1 thì chúng ta sẽ không phải tháo rời nó ra.
Nhưng đối với những cái vị trí ở tầng 2 thì chúng ta sẽ phải tháo rời cái tủ này ra và chúng ta đến công trình chúng ta sẽ ghép lại anh chị nhé. Đó, và chúng ta sẽ hỗ trợ công ty thêm một chút cái phần chi phí tháo rời và lắp ghép lại. Đó quý vị, tiếp theo ở đây thì chúng tôi thiết kế là cái khoang ở giữa này thì sẽ thiết kế là có hai cái cánh cửa mở anh chị nhé. Hai cánh cửa mở này là ở bên trong này thì chúng tôi đang thiết kế là có những cái móc treo quần áo. Anh chị có thể thấy là một cái khoang to như thế này và chúng ta treo quần áo ở bên trong này thì để được rất nhiều đồ anh chị ạ, rất là nhiều đồ. Đối với nhà anh chị nào mà có hai vợ chồng hoặc là có một bé nhỏ hoặc là một cháu nhỏ thì chúng ta có thể để sử dụng một cái tủ này cũng khá là đủ rồi anh chị ạ. Đó. Tiếp theo là ở bên trong này. Bên cái khoang bên này thì mình cũng thiết kế là bên trên sẽ có một cái móc treo anh chị nhé. Móc treo đồ. Và toàn bộ là cái hệ thống ở bên trong này. Toàn bộ hệ thống bên trong này và cái tầng đợt này. Và cái mặt sau ở hai bên hông và trên lóc thì chúng tôi đều sử dụng 100% là lá nhôm hết anh chị nhé. Vâng, và sau đây thì Diễn sẽ mời ba anh em, mỗi anh em nặng khoảng 70kg. Là anh em sẽ đứng ở trên cái bộ tủ này và nhún nhảy cho quý vị cùng xem cái độ kết cấu và cũng như là độ chắc chắn của nó quý vị nhé. Và cái bộ tủ này thì Diễn chia sẻ đến quý vị là khi mà giao đến tay cho quý vị thì quý vị cứ mời khoảng 3-4 anh em vào trong cái tủ này, quý vị có thể là nhún nhảy. Có đúng như Diễn quảng cáo hay không thì chúng ta mới thanh toán tiền anh chị nhé. Sau đây thì em mời ba anh em chúng ta có thể là di chuyển vào bên trong cái tủ này để test cho anh chị khách hàng cùng trải nghiệm đấy, bộ tủ này cái độ anh chị nhá. Đó. Mỗi anh em nặng khoảng hơn 70 cân anh chị ạ. Đó. Quý vị có thể quan sát. Đó. Rất là chắc chắn quý vị nhá. Anh có thể đu trên cái tủ này cho anh chị cùng xem được không ạ? Đấy, quý vị có thể quan sát không ạ? Rất chắc chắn. Đó. Một cái tủ gỗ hoặc là một cái tủ gỗ công nghiệp hoặc là gỗ tự nhiên bình thường như thế này thì chúng ta cũng không thể dám đứng như này đâu quý vị ạ. Rồi, cảm ơn ba anh em nhá. Rồi, cảm ơn chú nhá. Đó, quý vị để quan sát. Đấy, cánh cửa đóng vẫn rất là kín khít, rất là nhẹ nhàng và êm ái. Đấy, quý vị để quan sát. Không có một cái động thái gì gọi là biến dạng ở trên cái bộ tủ này. Và Diễn khẳng định với quý vị luôn là bộ tủ này ở trên thị trường thì Diễn nghĩ là chưa có bộ thứ hai anh chị nhá. Về cái độ chắc chắn cũng như là cái kết cấu của cái bộ tủ nó mang lại cái độ ổn định cao như thế này. Không sợ cong vênh, không sợ co ngót và cũng không sợ mối mọt. Đó, và chúng ta sử dụng cái bộ tủ này thì Diễn nghĩ là nếu mà chúng ta chán thì chúng ta bán vẫn có tiền. Đó, chúng ta sử dụng chán chúng ta bán vẫn có tiền bởi vì là vật liệu này nó bằng nhôm anh chị ạ. Nhôm 100% luôn và nhôm độ dày rất là dày dặn. Một bộ tủ bếp, tủ quần áo này thì chia sẻ đến quý vị là nó có độ, tức là về cái số cân của nó ấy, nó nặng vào khoảng 1 tạ 7 anh chị nhé. Rất là nặng bởi vì là nó đóng toàn bộ 100% là lá nhôm. Chính vì thế là cái dòng nhôm cỏ thì nó cái độ dày nó sẽ rất là mỏng, nhưng đây là dòng nhôm nội thất anh chị ạ. Đó, tiếp đến là bên dưới này mình sẽ thiết kế là hai cái ô ở hai bên, nó sẽ có hai cái cánh mở anh chị nhé. Chúng ta có thể là để những cái đồ nhỏ ở bên dưới này. Đó, cánh mở thì cũng sử dụng bản lề giảm chấn. Và ở giữa này thì Diễn sẽ thiết kế là có hai cái ngăn kéo anh chị nhé. Ở giữa này thì Diễn thiết kế là có hai cái ngăn kéo. Hai cái ngăn kéo này là chúng ta để những cái đồ như tất hoặc là những cái đồ dùng cá nhân của anh chị. Chúng ta để ở đây thì chúng ta kéo ra kéo vào nó cũng rất là tiện lợi anh chị ạ. Đó. Toàn bộ 100% là lá nhôm hộp anh chị nhé. Và ở những cái tay nắm này thì chúng tôi cũng đang sử dụng là tay nhân nắm nhôm đặc anh chị ạ. Nhôm này là nhôm phay CNC. Mỗi cái tay nắm này thì về cái độ chất lượng của nó thì bền rất là cao anh chị ạ. Bởi vì nó là nhôm đặc. Nhôm đặc nguyên một cái khối như thế này luôn, chứ không phải là cái nhôm rỗng hoặc là những cái vật liệu hợp kim. Hợp kim thì sẽ không được bền, nhưng mà cái này nó bằng nhôm anh chị ạ. Và cái tủ này thì chúng tôi thiết kế là sẽ có những cái chân. Cách của cái sàn này là 5 phân anh chị nhé, 5 phân đến 6 phân. Thì khi mà chúng ta quét nhà chúng ta có thể lùa cái chổi vào bên trong này để chúng ta quét được. Đó, nên là rất là tiện lợi anh chị ạ. Đó. Đây, cái này cũng có cánh mở ở đây. Và cái bộ tủ này thì chúng tôi thiết kế lên tổng thể như thế này. Nếu mà anh chị có nhu cầu chúng ta có thể là mua, liên hệ đến bên công ty chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc cho quý vị. Và bộ tủ này thì chia sẻ đến quý vị là chúng tôi đóng sẵn, nên thực tế là
chiều ngang là 2m14 và tổng chiều cao là 2m2. Và anh chị có thể là đo cái diện tích ở phòng của anh chị, đo cái diện tích phòng của anh chị là nó có phù hợp với cái mẫu này không, và nó có phù hợp với cái kích thước này không. Thì chúng ta khi mà chúng ta kiểm tra nếu mà nó lọt cái phòng của chúng ta, diện tích chúng ta sử dụng nó vừa đủ, thì chúng ta có thể là liên hệ bên chúng tôi sẽ giao tận nơi cho anh chị nhé. Tiếp đến là cái phần hông của cái tủ này. Kích thước của cái phần chiều sâu của cái tủ này là nó vào khoảng 58-60 phân anh chị nhé. 58-60 phân. Chiều sâu của cái tủ này thì bởi vì là anh chị có thể quan sát là khi mà chúng ta treo cái cuộn cái áo ấy, thì nó phải vừa đủ cái chiều sâu này thì nó sẽ không bị cái móc áo của chúng ta nó sẽ không bị vượt ra khỏi so với cái chiều sâu của cái tủ. Đây, bên trong này thì 100% là lá nhôm hộp hết quý vị nhá. Đây, toàn bộ là 100% là lá nhôm hộp hết. Trên cánh này cũng vậy. Một bộ tủ đáng đồng tiền bát gạo anh chị ạ. Rất là chắc chắn và bệ thế. Bên trên này thì chúng tôi có thiết kế thêm cái phào ở bên trên anh chị nhá. Phào trang trí. Đó, tiếp đến là một cái mẫu tủ kích thước nhỏ hơn. Bộ tủ này thì trong thời gian vừa rồi thì Diện cũng đã bán được rất nhiều bộ tủ đóng với cái kích thước là 3 cánh như thế này. Bởi vì là cũng có nhiều anh chị là cái phòng nó nhỏ, chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái tủ 3 cánh thôi. Và cái tủ này chiều ngang của nó là có kích thước là 1m61 anh chị nhé. Tổng chiều ngang là 1m61 và tổng chiều cao thì cũng là 2m2. Và bộ tủ này thì mình thiết kế là có 3 cánh. Đó, cũng là cái phần treo đồ ở giữa. Và bên cạnh này thì mình thiết kế là bên cạnh này nó có cái tầng đợt anh chị nhá, cũng có 2 tầng đợt. Nó chỉ khác nhau ở cái kích thước thôi anh chị ạ. Nó khác nhau ở cái kích thước tổng chiều ngang thôi, và tổng chiều cao thì vẫn vậy. Bên dưới này thì cũng thấy anh chị nhá. Bên dưới này thì cũng có một ô nó như thế này, và bên phần bên dưới này. Đó, bên dưới này thì cũng có 2 cái ngăn kéo để anh chị để đồ. Đó, và về cái bộ tủ tủ quần áo này thì có đơn giá là vào bao nhiêu tiền một cái. Thì chia sẻ đến quý vị là bộ này thì chúng tôi đang bán với cái giá là 16 triệu một bộ. 16 triệu với anh chị nhé. Nó sẽ bao gồm đầy đủ hết tất cả những công năng như thế này, nên hoàn thiện cho quý vị và giao tận nhà cho quý vị là 16 triệu. Còn bộ tủ này thì tổng chiều ngang là 2m14. Nó có cái đơn giá nó vào khoảng 20 triệu anh chị nhé. 20 triệu một bộ tủ này. Đó, 20 triệu một bộ tủ 4 cánh. Và với cái kích thước như thế này thì chắc chắn rồi, cũng rất nhiều anh chị nếu mà chúng ta có nhu cầu chúng ta để nhiều quần áo thì chúng ta có thể là lựa chọn cái mẫu to này. Đó, và về cái chế độ bảo hành thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị 20 năm anh chị nhá, 20 năm đối với cái bộ tủ này. Bởi vì là Diễn chia sẻ đến quý vị là trên cái bộ tủ này thì chắc chắn rồi, nó hỏng, nó chỉ hỏng đúng một cái duy nhất là một cái bản lề thôi. Còn tất cả những cái vị trí khác thì Diễn nghĩ là không thể nào mà hỏng được anh chị ạ. Trừ khi là chúng ta sử dụng nó bị sai cách thôi. Nhưng mà cái bản lề này thì anh chị có thể thấy là cái cánh nhôm này thì nó sẽ nhẹ, nó không như cái cánh gỗ, nó nặng. Hơn nữa là gì ạ? Là về cái bản lề này thì chúng tôi bắn vào cái thanh nhôm này, nó sẽ nhôm nó rất là dày dặn và chắc chắn. Nên là nó cho cái độ bền rất là cao. Bởi vì là chúng tôi sử dụng những cái dòng bản lề loại tốt nhất thị trường bây giờ là sử dụng bản lề inox 304 anh chị nhá. Inox 304 và có giảm chấn. Và lắp trên cái cánh nhôm nó nhẹ như thế này mà chúng tôi cũng lắp 4 cái bản lề chắc chắn rồi. Cái tỷ lệ bảo hành rất là thấp anh chị ạ. Đặc biệt là cái nhôm này rất là dày anh chị nhá. Nhôm này là nhôm sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông. Có độ dày lên đến 1 ly 2. Và chia sẻ đến quý vị là ở thị trường thì cũng không có đơn vị nào họ làm những cái dòng tủ nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu mà đóng cái tủ quần áo như thế này anh chị ạ. Quý vị cứ tìm hiểu đi, cứ tham khảo đi. Ở ngoài thị trường chắc chắn là không có đâu quý vị ạ. Chúng tôi là gì ạ? Chúng tôi mong muốn là quảng cáo cái sản phẩm là gì ạ? Quảng cáo cái sản phẩm nhôm nội thất mang cái độ dày cao và độ bền, độ ổn định cao, và lắp đặt cho anh chị ở những cái vị trí như tủ quần áo hoặc là tủ bếp thì chúng ta có thể sử dụng cái vật liệu này. Đó. Ở bên này thì chúng tôi đóng rất nhiều những mẫu tủ anh chị nhé. Đó, tiếp đến này chúng ta có thể là di chuyển sang bên kia, chúng tôi sẽ review chia sẻ thêm cho quý vị là ở khu vực bên này là có rất nhiều những cái mẫu tủ giày dép ở đây.
chúng tôi cũng đã đóng lên hoàn thiện rồi quý vị nhé. Ở đây thì diễn đóng dao động vào khoảng hơn 10 cái, 15, 16 cái tủ để giày dép ở đây. Đó, cũng đều là vật liệu nhôm Sigma nhập khẩu. Ở đây là một bộ tủ màu trắng anh chị nhé. Đó, bộ tủ màu trắng này thì đơn giá của một bộ tủ này thì nó rơi vào khoảng 8 triệu anh chị ạ. Cũng giao hàng tận nơi cho anh chị. Có hai màu, màu trắng và màu vân gỗ lim. Đó. Mỗi một cái ô này thì chúng ta sẽ để được khoảng là gì ạ? 6 đến 7 đôi dép anh chị nhé. Đó, một cái tủ này thì chúng ta sẽ để được khoảng 20 bộ đôi dép. Đôi giày dép anh chị nhé. Trên này thì mình thiết kế có một cái ngăn kéo ở đây. Và những cái ô hộc này thì sẽ thiết kế là để mũ bảo hiểm. Đó. Đây là rất là nhiều những cái bộ tủ có sẵn ở đây. Nếu mà anh chị có nhu cầu chúng ta muốn mua về để chúng ta bán cho làm đại lý, chúng ta bán cho các đơn vị có cửa hàng ở trên mặt phố, thì chúng ta có thể là mua những cái sản phẩm này của chúng tôi đóng sẵn về để chúng ta bán cho người tiêu dùng. Và bộ tủ này thì anh chị yên tâm là chúng ta bán, chúng ta để khoảng 1 năm không vấn đề gì. Bởi vì là nó không phải là cái vật liệu gỗ công nghiệp hay là gỗ tự nhiên mà chúng ta sợ nó cong vênh co ngót hay là nó bị cong vênh. Đó, và đối với những cái bộ tủ này thì chúng tôi cũng bảo hành cho quý vị lên đến 20 năm anh chị nhé. Tất cả những cái sản phẩm tủ nhôm nội thất Sigma nhập khẩu là tủ giày dép và tủ quần áo. Đó, chúng tôi sẽ bảo hành rất là dài hạn cho quý vị. Và anh chị đang xem video, nếu mà chúng ta thấy sản phẩm đẹp tuyệt vời thì không quên nhớ tặng Diễn Nhôm Kính xin một like. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ like và đăng ký kênh ở bên dưới để chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đóng thêm những cái mẫu tủ độc đáo hơn, mới hơn để cho quý vị cùng tham khảo. Và nếu anh chị có nhu cầu thì chúng ta ở bất cứ nơi đâu trên toàn quốc chúng tôi cũng có thể là ship đến tận nơi cho quý vị. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Tôi là Diễn Nhôm Kính. Xin chào quý vị.